phu thê giao bái. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Làm lễ xong, giờ mời tân lang tân nương trao tín vật. Thước là có ý gì? Lẽ nào sau này chàng còn muốn ra vẻ tư nghiệp chứ? Không dám. Thước là để thầy dùng khi dạy dỗ học trò. Hôm nay giao nó cho nàng, hy vọng sau này phu nhân có thể dạy dỗ ta nghiêm khắc, nhất định đừng khách sáo. Vậy ta vui lòng nhận nhé. Chàng cũng sẽ thích món quà của ta cho xem. Hai chúng ta bắt đầu nhờ túi thơm, lại dùng túi thơm ước hẹn tình duyên, nay dùng túi thơm đính hôn, không gì thích hợp hơn. Chỉ mong bầu bạn cùng người qua năm qua tháng như chiếc túi thơm nho nhỏ này.身子是你的相思，最真的样子，未动心眼时，流言片语之，深藏着我无用之意的心思。被宿命开始，执念那一世，运用这辈子换成是相知。我思念着旧事，变成了我的价值。我绝不能。
如果是爱的坚持，深深了倾慕彼此，我才拥有这一世。如果是念对旧事，变成了我的价值，我绝不能为之。如夜这完美的故事，是风骤决绝的样子，心却在未露的城市，切换了开始。